Chào quý đồ con, quý vị bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay là thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình Đức Thái vào buổi sáng sớm hôm nay ở khu vực Hoàng Xuân Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Quý đồ con, quý vị các bạn cùng tham khảo thì ngoài cập nhật hình mất hàng ngày mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số nền tảng khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý vị các bạn thì hình mất mất Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở đây thì đang có chiều hướng đang giảm nha quý con. Đã trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở đây thì giá đang giảm liên tục so với lần trước. Thì tạm thời mình xin cập nhật hình đến mặt trời buổi sáng sớm, thì mặt buổi trưa buổi chiều thay đổi thì mình sẽ làm thêm hình đến mặt vào sáng sớm hôm nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang mức nhất dao động từ 21.000 cho đến là 19.000, cao nhì là 9.000 và mức cao ba dao động từ 5.000. Mức chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ với lòng từ 3.000 đến 4.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mức nhất dao động từ 22.000 cho đến là 20, cao nhì là 10.000 và mức cao ba dao động từ 5.000. Mức chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với lòng từ 3 đến 4.000. Khu vực Tiền Giang, ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mức nhất dao động từ 23.000 cho đến là 21.000, cao nhì là 11.000 và mức cao ba dao động từ 6.5 đến 6.000. Mức chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ với cái đồng từ 4.000. Mức ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng có giá cao hơn những khu vực khác. Ở khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều những mức. Còn tình hình mức ở khu vực miền Đông, hiện nay như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì mức nhất dao động từ 15.000 cho lớn là 13.000 và mức cao nhỏ dao động từ 6.000. Chợ hiện nay tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ với cái đồng từ 2.000 đến 3.000 một ký tại khu vực miền Đông. Còn tình hình mức ở khu vực Tây Nguyên, hiện nay thì mức nhất dao động từ 14.000 cho lớn là 12.000 và mức cao nhỏ dao động từ 5.000. Mức chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ với cái đồng từ 2.000. Ngoài ra thì tình mít cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần mà thương lái mua chênh lệch lên xuống thì các vườn mít là từ 500 đến 1.000 tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con một ngày vui vẻ, may mắn và thành công.